Hi Yến xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, mới đây một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Ý đã công bố họ đã phát hiện thấy một hố đen siêu lớn thời kỳ nguyên thủy của vũ trụ. Siêu hố đen có khối lượng gấp khoảng 1 tỷ lần khối lượng của mặt trời và nó xuất hiện trong khoảng 900 triệu năm sau vụ nổ lớn. Qua đó các nhà khoa học kết luận rằng vũ trụ có thể đã tồn tại rất nhiều những hố đen siêu lớn thời kỳ bình minh. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng tốt thú vị đi khám phá trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tốt thú vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Tại tâm của đa số thiên hà, bao gồm cả thiên hà của chúng ta, có một lỗ đen khổng lồ, có thể có khối lượng gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần mặt trời. Ở một số thiên hà, siêu lỗ đen này có thể hút lấy một cái đĩa xoáy tít gồm chất khí, bụi và các mảnh vụn sao xung quanh nó để ăn dần. Khi vật liệu trong đĩa xoáy rơi vào trong lỗ đen, năng lượng hấp dẫn của nó có thể biến đổi thành ánh sáng, làm cho tâm của những thiên hà này rất sáng, đó là các nhân thiên hà hoạt động. Một số nhân thiên hà hoạt động này còn bắn vọt ra những tia vật liệu khổng lồ chuyển động gần bằng tốc độ ánh sáng. Các nhà khoa học gọi đây là một quasar. Nhưng khi một thiên hà định hướng, sao cho các tia vật chất hướng thẳng về phía trái đất và chúng ta đang nhìn thẳng vào nòng súng, nó được gọi là một blazar. Nó là cùng một thứ với quasar, chỉ có điều là hướng theo một góc khác. Các tia vật chất đó bắn ra ở gần tốc độ ánh sáng về phía chúng ta. Và như ngày nay chúng ta đã biết, chúng tạo ra các neutrino năng lượng cao. Blazar là một trong những vật thể sáng nhất trong số các vật thể được gọi là hạt nhân thiên hà hoạt động. Ở đây tồn tại một hố đen siêu lớn ở trung tâm. Chúng hoạt động do sự hiện diện của một đĩa hoặc khối khí ion hóa xung quanh chúng làm nhiên liệu phát xạ nhìn thấy ở nhiều bước sóng khác nhau. Blazar phát ra những tia bức xạ tương đối mạnh, đủ sáng để có thể nhìn thấy trên khắp vũ trụ. Chùm tia của blazar chỉ có thể nhìn thấy dọc theo một đường ngắm hẹp. Do đó, việc tiếp cận và phát hiện ra nguồn gốc của các chùm tia này là cực kỳ khó khăn. Mới đây, các nhà khoa học tại Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Ý khi sử dụng kính viễn vọng XRT trên vệ tinh SWIFT quan sát các chùm tia X trong vũ trụ, họ đã phát hiện ra một blazar sai nhất và cổ nhất trong vũ trụ từng được phát hiện. Theo đó, nó được đặt với một ký hiệu rất khó nhớ là PSO G03094749 cộng 271757.31 hay còn được gọi tắt là PSO G0309 cộng 27. Đây là một blazar dài nhất được quan sát cho đến nay. Qua đây cho thấy nó tồn tại một siêu lỗ đen cổ đại. Sau khi phân tích ánh sáng thì các nhà khoa học cho rằng nó bắt nguồn từ khi vũ trụ chưa đầy 1 tỷ năm tuổi, khoảng 900 triệu năm sau vụ nổ lớn. Trong kỷ nguyên của các thiên hà sớm nhất trong vũ trụ của chúng ta, đã có một hố đen siêu lớn tồn tại. Nó hút một lượng lớn khí ion hóa, tạo thành một hạt nhân thiên hà blazar, và nó đã thổi một luồng siêu vật chất sáng vào không gian. Trên trái đất, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra ánh sáng từ vụ nổ đó sau hơn 12 tỷ năm. Việc phát hiện ra blazar mới này chứng minh rằng nó là nguồn vô tuyến bền bỉ và mạnh mẽ nhất trong vũ trụ nguyên thủy. Qua đó có thể khẳng định rằng siêu hố đen tồn tại trong nó có tuổi đời lâu nhất tính đến thời điểm hiện tại. Qua phân tích, các nhà khoa học ước tính rằng siêu hố đen nằm trong trung tâm của blazar này có khối lượng gấp khoảng 1 tỷ lần khối lượng của mặt trời, tức khoảng 1,9 x 10 mũ 39 kg. Không những vậy, họ còn cho rằng trong thời kỳ vũ trụ nguyên thủy, có thể tồn tại rất nhiều các blazar tương tự. Điều này có nghĩa, trong 1 tỷ năm đầu tiên của vũ trụ đã tồn tại rất nhiều hố đen siêu lớn, chúng phát ra những bức xạ rất mạnh. Kết quả này đã đóng góp phần nào sự hạn chế của mô hình lý thuyết vẫn đang cố gắng giải thích sự tồn tại của các siêu hố đen trong các thiên hà. Có lẽ siêu hố đen của các trung tâm thiên hà có thể đã được sinh ra trước và sau đó các ngôi sao trong thiên hà mới xuất hiện. Khi xem đến đây, nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao các nhà khoa học có thể nhìn thấy về quá khứ 12 tỷ năm trước đúng không? Theo các nhà khoa học, họ đã sử dụng các kính viễn vọng vô tuyến siêu nhạy để quét sâu vào vũ trụ. Khi đó, càng nhìn sâu vào bầu trời đêm, các nhà khoa học lại càng có thể thấy được về quá khứ.
ánh sáng lâu đời nhất mà các nhà khoa học có thể quan sát được hiện nay là bức xạ nền vi sóng vũ trụ, được ký hiệu là CMB. Đây chính là ánh sáng tàn dư của vụ nổ lớn. Chúng được phát ra khi vũ trụ chỉ mới khoảng 380.000 năm tuổi. Vào thời điểm đó, các nguyên tử khí hydro được hình thành và các nhà khoa học có thể theo dõi hoạt động của nguyên tử hydro ở thời kỳ vũ trụ sơ khai bằng cách tìm kiếm các dấu hiệu của bức xạ mà nó phát ra hoặc hấp thụ. Như các bạn đã biết, nguyên tử hydro phát ra bức xạ ở bức sóng 21 cm, và bức xạ đó đã được kéo dài theo thời gian khi vũ trụ giãn nở. Bằng chứng về tín hiệu 21 cm đó mô tả sự tiến hóa của vũ trụ từ thời kỳ đen tối trước khi những ngôi sao đầu tiên được xuất hiện cho đến khi vũ trụ có các thiên hà rải rác như chúng ta thấy ngày nay. Qua phát hiện lần này cho chúng ta thấy siêu hố đen ở trung tâm thiên hà Milky Way của chúng ta cũng có thể đã được sinh ra từ rất lâu. Việc quan sát và nhìn sâu về quá khứ và không gian vũ trụ đã được các nhà thiên văn học chú ý từ rất lâu. Các nghiên cứu trong thập niên 1980 và 1990 đem lại bằng chứng rằng ánh sáng vô tuyến sáng rực phát ra từ plasma có nguồn gốc từ các tia vật chất đang chuyển động ở tốc độ tương đối tĩnh. Vào giữa thập niên 1990, các nhà thiên văn xác định được rằng các plasma, quasar và một số hiện tượng thiên hà sáng rực khác mà họ quan sát thấy đều thuộc chung một họ vật thể, đó là các nhân thiên hà hoạt động. Kể từ đó, công nghệ cải tiến dần đã cho phép các nhà thiên văn nghiên cứu plasma và các nhân thiên hà hoạt động khác bằng những cách mới và hoàn thiện dần. Việc đưa các kính thiên văn như kính thiên văn vũ trụ tia gamma Fermi lên quỹ đạo đã cho phép các nhà thiên văn quan sát ánh sáng tia X và tia gamma năng lượng cao đến từ những vật thể này. Bởi vì thông thường, những tia này sẽ bị chặn lại bởi khí quyển của trái đất. Ngày nay, chúng ta đang tiến vào kỷ nguyên thiên văn học đa kênh, trong đó ánh sáng không còn là thông tin duy nhất mà chúng ta có thể thu thập từ bầu trời. Sóng hấp dẫn lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2015 cho phép các nhà thiên văn quan sát các va chạm của lỗ đen và sao neutron. Lần theo các neutrino đến nguồn phát của chúng sẽ giúp các nhà thiên văn hiểu được cơ sở vật lý ẩn sâu những môi trường cực độ đó là gì. Và cho đến nay, sự hình thành của vũ trụ vẫn luôn là một câu hỏi lớn của các nhà khoa học. Qua hàng thiên niên kỷ nghiên cứu về vũ trụ, họ đã xây dựng nhiều giả thuyết về sự hình thành của vũ trụ. Cho tới nay, giả thuyết về vụ nổ lớn Big Bang vẫn là một giả thuyết được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi nhất. Theo đó, Big Bang là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Theo lý thuyết này, vụ nổ lớn xảy ra cách đây khoảng 15 tỷ năm trước và được các nhà vũ trụ học coi là tuổi của vũ trụ. Sau giai đoạn này, vũ trụ ở vào trạng thái cực nóng và đặc, vũ trụ bắt đầu giãn nở nhanh chóng. Thuyết vụ nổ lớn là một lý thuyết khoa học đã được kiểm chứng và được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi. Nó đưa ra cách giải thích hoàn thiện về nhiều loại hiện tượng quan sát thấy trong vũ trụ, bao gồm sự có mặt của những nguyên tố nhẹ, bức xạ nền vi sóng vũ trụ, cấu trúc vĩ mô của vũ trụ, v.v. Các nhà vật lý biết rằng khoảng cách giữa các đám thiên hà đang tăng lên và họ lập luận rằng mọi thứ đã phải ở gần nhau hơn khi trở về quá khứ. Ý tưởng này được xem xét một cách chi tiết khi quay ngược trở lại thời gian đến thời điểm vật chất có mật độ và nhiệt độ cực cao. Những máy gia tốc hạt lớn đã được xây dựng nhằm thực hiện các thí nghiệm gần giống với thời điểm sơ khai, mang lại kết quả thúc đẩy phát triển cho mô hình. Nhưng về điểm khởi nguyên của vụ nổ thì các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được. Do đó, lý thuyết vụ nổ lớn không thể và không cung cấp bất kỳ cách giải thích hay miêu tả nào về điểm khởi nguyên này. Thay vào đó, nó miêu tả và giải thích sự tiến hóa chung của vũ trụ sau thời điểm khởi nguyên. Từng có thời gian, cộng đồng các nhà khoa học chia làm hai nhóm, giữa một bên ủng hộ thuyết vụ nổ lớn và một bên ủng hộ trạng thái dừng. Nhưng ngày nay, hầu hết các nhà khoa học bị thuyết phục bởi kịch bản của lý thuyết vụ nổ lớn, phù hợp nhất với các quan sát đo lường sau khi bức xạ nền vi sóng vũ trụ phát hiện ra vào năm 1964. Và đặc biệt, khi lượng bức xạ đo được ứng với mỗi bước sóng được phát hiện phù hợp với bức xạ vật đen. Từ đó, các nhà thiên văn vật lý đã kết hợp những dữ liệu lớn trong quan sát và đưa thêm những tính toán lý thuyết vào mô hình vụ nổ lớn. Và mô hình tham số của nó hay mô hình Lambda, CDM trở thành khuôn khổ lý thuyết cho những nghiên cứu về vũ trụ hiện đại.
Và trong phát hiện mới của các nhà khoa học tại Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Ý, càng củng cố thêm những lý thuyết vụ nổ Big Bang là phù hợp. Ngoài ra, phát hiện này còn góp phần giải thích sự hình thành của các siêu hố đen trong trung tâm của các thiên hà. Vậy là hôm nay Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của vũ trụ. Có thể ngay thời kỳ bình minh, vũ trụ đã tồn tại rất nhiều những hố đen siêu lớn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!